Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Lấy chồng trẻ của tác giả Khánh An. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. tôi có công việc ổn định nhưng từ lúc bị hủy hôn đến giờ tâm trí không được thoải mái nên mẹ và dượng khuyên rằng nên nghỉ ngơi thêm sáng ngày hôm sau tôi xuống dưới nhà thì thấy có một mình dượng đang ngồi ở đó nên liền đi đến gần ngồi cạnh rót cho dượng một ly trà nóng hổi tôi đưa tới trước mặt dượng rồi cất giọng nói dượng đang lo lắng suy nghĩ chuyện gì sao ạ à? ừ dượng đang suy nghĩ một chút chuyện con ạ à là chuyện của anh thuận hà dượng nghe tôi nhắc đến anh thuận thì dượng liền im lặng thở dài tôi biết rất rõ rằng hai mẹ con mình đã khiến dượng phải đau đầu chọn lựa và phải mệt mỏi khi đứng ra giải quyết mọi chuyện xích mích của cả hai cũng không thể làm gì khác được nhiều lần tôi xin ra ngoài để tránh nhìn thấy mặt anh ta nhưng dượng đều không đồng ý vì sợ mẹ tôi lo lắng cho con gái nhiều quá sẽ sinh ra bệnh và vốn dĩ tôi đã tìm được cách giải thoát rời khỏi đây bằng cách quyết định lấy chồng nhưng số trời lại trêu mình khi tôi vớ phải một tên khốn nạn vì sống chung nhiều năm nên tôi hiểu dượng rất rõ tôi khẽ thở dài một hơi rồi nói sức khỏe của dượng không được tốt con nghĩ là dượng đừng nên suy nghĩ nhiều quá kẻo ảnh hưởng đến bản thân mình ạ à. còn về chuyện của anh thuận con sẽ rút kinh nghiệm và không chửi nhau với anh ta nên dượng đừng lo nhé không phải ta lo chuyện con và nó cãi nhau chuyện ta lo còn quá nhiều ngoài chuyện anh thuận ra thì còn chuyện gì nữa sao dượng sau này con sẽ hiểu thôi à dạ thấy dượng đã không muốn nói với mình nên tôi cũng chẳng tò mò nữa mà im lặng gật đầu như đồng ý tôi thật sự không biết dượng còn lo lắng về điều gì nhưng nếu dượng đã nói như vậy rồi thì cứ chờ đợi vậy ngồi nói chuyện với dượng được một lúc thì mẹ cũng vào thấy tôi mẹ liền nói con định sẽ làm gì tiếp theo đây đã có kế hoạch gì chưa vẫn chưa ạ có muốn đi du lịch không không con chẳng có tâm trạng để đi đâu cả ở nhà cũng không phải là cách thời gian này tâm trạng của con không thoải mái nên cứ đi đâu đó chơi thư giãn đi xem thế nào nhưng con lười bỏ ngay cái tính lười biếng ấy đi mẹ đã đặt vé máy bay cho con rồi cuối tuần này là đi đấy mẹ lúc này mẹ chẳng thèm quan tâm đến tôi nữa mà chuyển hướng sang dượng nói để em vào làm nước ép cho anh nha ừ em làm đi dạ anh đợi em một chút nha nói thế rồi mẹ đứng dậy đi thẳng vào bếp mà chẳng nhìn lấy tôi dù chỉ là một lần tôi thở dài bất lực thì dượng bên cạnh lại nói con cứ đi chơi cho thoải mái đầu óc đi Khi trở lại thì hãy bắt đầu một trang giấy mới Sự tin là tương lai của con sẽ tốt đẹp hơn khi quay trở lại Dạ con cảm ơn Dượng Cuộc đời thường lắm chớ trêu Vì câu chuyện con gái của vợ và Dượng Nhưng đối với tôi Việc mẹ gặp Dượng và chung sống đến bây giờ Đó là lựa chọn chính xác nhất của mẹ Trên đời này làm gì có một người đàn ông yêu thương mình còn hơn cả bản thân vì người mình yêu mà chấp nhận tất cả mọi thứ chấp nhận lời mỉa mai sự phản đối từ đứa con trai mình để chấp nhận chung sống với mẹ và nuôi một đứa con riêng của vợ như tôi lo cho tôi mọi thứ những gì con trai ruột của mình có thì chắc chắn tôi cũng sẽ có và đó chính là một chuyện tình thật sự khiến tôi ngưỡng mộ tôi cảm thấy hạnh phúc vì mẹ tìm được bến đỗ của cuộc đời mình Mấy ngày sau đó của tôi vẫn diễn ra rất bình thường, trong đầu cũng có chút bâng khuâng, vì tên kia vẫn im lặng một cách đáng sợ. Vì tò mò nên tôi mới thử lấy điện thoại ra và ấn gọi vào dãy số có sẵn trong máy. Đầu dây bên kia liên tục báo bận khiến tôi cau mày nói. Chẳng lẽ hắn ta đã chặn số của mình sao? Sao lại bận chứ? Tôi canh thời gian rồi tiếp tục gọi, nhưng vẫn là số máy bận. Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra rằng hắn thật sự đã chặn số điện thoại của tôi rồi. Cái tên chết tiệt này cậu lại dám chặn cả số của tôi sao? Tôi lẩm bẩm chửi thầm hắn một trận. Ngoài anh Phúc và tên thuận kia ra thì chưa ai dám làm tôi tức giận như thế này cả. Bây giờ thấy hắn ta thẳng tay chặn mình như vậy tôi thật không thể tin được mà. Gạt bỏ hắn ta ra khỏi đầu mình tôi bắt đầu chuyến du lịch Đà Nẵng của mình ban đầu tôi định sẽ rủ con huyền theo nhưng nó lại bận chuyện gia đình nên không có thời gian rảnh để đi cùng nên tôi đành đi một mình vậy ngày đầu tiên đến nhận phòng tôi cảm thấy chẳng hứng thú gì cứ thuận theo lẽ tự nhiên thôi đến đây ở cho đủ ngày rồi về giống như mong muốn của mẹ đang trách phòng đột nhiên tôi thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua nên khẽ như người nhìn nhưng chỉ thấy mỗi bóng lưng Cô Lễ Tân lúc này cũng cất giọng nói Cô ơi, thẻ phòng của cô đây ạ à? à vâng, tôi cảm ơn Vâng, chúc cô có chuyến nghỉ dưỡng vui vẻ ạ à. Tôi thấy cô Lễ Tân nói vậy thì khẽ cong môi nở nụ cười Rồi gật đầu kéo vali rời đi lên phòng của mình Trong đầu tôi lúc này bắt đầu những câu hỏi liên quan đến bóng lưng đó Chẳng lẽ người giống người sao? Chẳng lẽ mắt mình nhìn nhầm à? không thể có sự trùng hợp đó được chắc là nhìn nhầm thật rồi mấy hôm nay đầu tôi cứ trống rỗng nên việc nhìn nhầm và ảo ảnh lại xuất hiện chăng gạt bỏ hết mọi thứ sang một bên tôi lên đến phòng rơi thả người nằm dài xuống giường nhìn trần nhà cuộc đời tôi chưa bao giờ như vậy cả chưa bao giờ tôi cảm thấy tính tình của mình thay đổi nhiều như vậy cũng chưa từng nhìn thấy mình vì ai mà phải bận lòng hay suy nghĩ nhiều có lẽ mọi thứ bây giờ tôi đang trải qua đều là một phần của cuộc sống thêm sinh động chăng đang nằm định nhắm mắt ngủ thì đột nhiên điện thoại vang lên không cần nhìn lấy là ai gọi mà tôi đã vội ấn nghe luôn alo mày đến nơi chưa đang đi chơi đấy à không đang định ngủ đây chơi gì bây giờ hả này gì sao có chuyện gì thì mày cứ nói đi sao lại phải ngắt quãng như thế chứ thẳng thuận tao lại có video hot của nó đây nghe con huyền nhắc đến cái tên khốn đó thì tôi liền bừng tỉnh mà bật ngồi dậy thật nhanh tôi vội vã hỏi nó ngay video gì làm sao mày có được mà có chắc là hắn không hay là cái video lần trước của hai người bọn nó đấy khác video này không nhạy cảm như video kia nhưng người phụ nữ ở cùng với hắn lại là một đứa khác nữa không phải con vợ chuẩn bị cưới này mày hay đấy tốn bao nhiêu tiền để có video đó thế mà cái video đó có chân thật đến mức khiến cả hai họ nhà bọn chúng bẽ mặt không bạn bè mà mày nhắc chuyện tiền nong làm gì tao giúp mày có cần phải trả tiền lại đâu mà tao nghĩ là được đấy hình ảnh rõ nét lắm để tao gửi cho mày xem ok gửi nhanh tao đang hóng lắm rồi đây vừa nói dứt câu với con huyền xong thì tôi liền tắt máy ngay xoay chiếc điện thoại trên tay tôi nở ra nụ cười hứng thú có lẽ dường như tin này đã vực dậy được tinh thần của tôi rồi. Năm giây sau thì tôi nhận được tin nhắn đến. Ấn mở xem tôi thấy anh ta đang ôm ấp một người phụ nữ khác trong quán bar. Nhìn có lẽ giống gà của quán hơn là người thường. Miệng tôi lúc này khẽ cong lên, nhếch ra một nụ cười vừa ý nói. Đời anh sắp tàn thật rồi, tiền khốn ạ. À. Tôi ấn lưu video kỹ càng rồi lại tiếp tục thả người nằm xuống giường trong lòng đầy hứng khởi. Đúng là trời không phụ lòng người mà. Món quà này chắc cả hai họ nhà anh và cô ta sẽ nhớ mãi suốt cuộc đời này không quên được. Vì vui quá nên tôi chẳng thể ngủ được mà đứng dậy thay ra một chiếc váy maxi hoa dài để lộ bờ vai trắng nõn. Rồi bắt đầu ra ngoài đi ăn và dạo một vòng. Không chọn ở nhà hàng sang trọng, tôi tìm tới một quán ở ven đường vì thấy nó cũng vắng người và đặc biệt là yên tĩnh. Bước vào trong tôi tìm vội một chỗ rồi bắt đầu gọi món. Tôi còn cẩn thận chụp vài tấm ảnh để gửi cho mẹ vui lòng nữa. Đột nhiên lúc này tôi thấy một đứa nhóc xuất hiện trong bức ảnh nên liền xoay người lại. Gương mặt lấm lem đổ đầy mồ hôi vì thời tiết nóng cùng với chiếc nón lục sụp đến tận mắt. Cậu bé cố ngước lên nhìn tôi nở ra nụ cười và nói. Cô xinh đẹp ơi, cô mua giúp con một tờ vé số với ạ tôi nhìn thằng bé mấy giây rồi nhẹ giọng hỏi em còn bao nhiêu tờ dạ con còn nhiều lắm cô cô mua phụ con đi cô biết đâu chiều nay cô chúng đặc biệt đó cô mua đi cô ừ cô mua còn bao nhiêu tờ cô mua hết cho em thiệt hả cô cô nói thiệt hả ừ mà em đói chưa có muốn ăn cùng với cô không dạ muốn nhưng mà tôi thấy thằng bé ngập ngừng không nói tiếp thì liền nở nụ cười rồi kéo chiếc ghế lại gần với nó rồi nói Đừng ngại, hôm nay cô sẽ mua hết vé số cho em và mời em ăn một bữa no bụng nè, chịu không? Dạ chịu Tôi biết thằng bé lo lắng lưỡng lự nên tôi liền nói thế để nó được yên tâm Nói là phải làm, nó ngồi đếm từng tờ vé số đưa cho tôi và tôi thì phải trả tiền cho nó ngay lập tức thì nó mới yên tâm mà ăn được nhìn thằng bé ăn ngon lành trước mắt phút chốc tôi thấy những suy nghĩ tiêu cực những lời than thân trách phận những sóng gió mình đã trải qua chẳng là gì đối với những mảnh đời khó khăn ngoài kia nữa có lẽ tôi nên chấp nhận nên học cách bằng lòng với tất cả mọi thứ thì cuộc đời này sẽ tốt đẹp hơn tôi mải mê nhìn thằng bé ăn ngon miệng và thản nhiên ngồi ăn cùng với nó cho đến khi có giọng nói từ bàn phía trong vang ra tính tiền giúp tôi với của cô cậu là 460 nghìn ạ à? vâng khỏi thối cảm ơn cô cậu nhiều ạ à. khi nghe thấy giọng nói kia vang lên khiến tôi có chút sững người lại theo phản xạ tôi đưa mắt nhìn vào phía trong nơi phát ra âm thanh đó thì khẽ giật mình khi thấy tên nhóc kia xuất hiện ở đây ngạc nhiên miệng tôi thầm lẩm bẩm nói là tên nhóc đó đúng là cậu ta rồi cậu ta đi cùng với một cô gái trẻ đến đây để du lịch sao chẳng lẽ là người yêu của nhau à đúng lúc hai người đó đứng dậy bước đi thì tôi cũng giật mình thu vội ánh mắt hai mày khẽ cau lại vì không nghĩ rằng mình lại gặp hắn ở đây đúng lúc hắn vừa đi ngang qua tôi thì thằng bé kia cũng lên tiếng nói lớn em ăn no rồi em xin phép cô em đi trước ạ à? cảm ơn cô nhiều lắm cô thật là xinh đẹp và tốt bụng nữa ờ nhưng mà thằng bé không để tôi nói dứt câu thì liền gật đầu chào một cái rồi vội vàng ôm nón chạy đi thật nhanh tôi đưa mắt nhìn theo nó thì liền bắt gặp người kia cũng đang hướng nhìn về phía này chột dạ nên tôi liền quay mặt vào trong đưa tay lên vuốt tóc như chẳng có chuyện gì xảy ra cả không biết là hắn ta đã đi hay chưa tôi cứ ngồi một tư thế đó cho đến khi có giọng cô gái vang lên anh quen với người phụ nữ đó à? Không. Không quen, vậy sao lại nhìn chằm chằm thế? Không định đi dạo tiếp sao? Đi thôi. Nhìn ánh mắt và biểu cảm bây giờ của anh lạ lắm nha. Có phải là anh quen với người đó không vậy Nam? Ngay đến đó thì những lời nói kia cũng chẳng còn nữa. Chắc là hai người bọn họ đã rời đi rồi. Cảm giác chắc chắn rồi, tôi mới quay đầu lại nhìn thấy hai bóng lưng một cao một thấp đang bước đi dạo trên đường mới khẽ lẩm bẩm trong miệng người yêu của hắn ta cũng xinh phết nhỉ ánh mắt của tôi vẫn không rời thu lại cho đến khi bóng sáng của hai người kia dần khuất thì mới thở dài một hơi tự nhiên trong lòng lại có cảm giác gì đó rất lạ khi gặp cậu ta ở đây thật không nghĩ rằng lại trùng hợp đến vậy hít vào một hơi tôi thầm nói Đà Nẵng này rộng lắm, chắc sẽ chẳng gặp mặt lại nhau đâu nhỉ. Tôi gọi cô chủ quán tính tiền rồi cũng đứng dậy rời đi. Bây giờ là buổi chiều nên gió bắt đầu thổi mát, khiến tâm trạng của tôi cũng thoải mái phần nào. Lần đầu có chuyến đi chơi một mình như thế này, khiến tôi chẳng bao giờ quên được. Đang đi dạo, đột nhiên lúc này điện thoại ở trong tay vang lên. Tôi thấy số của mẹ nên vội vàng bắt máy nghe ngay, ngay. Alo, con nghe đây mẹ yêu Đã tới nơi rồi à Con đang đi dạo sao Dạ con đang đi dạo đây Nhưng đi một mình thấy cô đơn ghê mẹ ạ à. Đâu phải nhất thiết có người đi cùng Mới không cô đơn đâu Tâm mình thanh thản thoải mái Thì dù có đi một mình cũng vui con ạ à. Ước gì mẹ đến đây liền nhỉ Hâm à Mẹ còn phải ở nhà để lo cho dượng nữa Làm sao mà đi được đây lời của mẹ vừa dứt thì tôi nghe thấy tiếng của anh phúc vang lên ngay sau đó nhà còn gì ăn không con mới về sao con đói hả để gì bà nấu gì đó cho con ăn nha không cần gì nấu để bỏ độc hại chết tôi à xã tâm của dì cũng lớn thật đấy ý của dì không phải như vậy tôi thấy anh ta chẳng có thiện ý gì khi nói chuyện với mẹ ngược lại còn thái độ với mẹ như vậy nữa nên tôi liền tức giận nói mẹ cứ mặc xác anh ta đói thì tự mà làm ăn chẳng việc gì mẹ phải phục vụ tận răng anh ta cả gì con nói rồi đấy mẹ cứ mặc kệ và đi lên phòng ngay đi không trả lời câu nói của tôi mà mẹ liền tắt máy ngay khiến tôi khó chịu hơn nữa mẹ lúc nào cũng sợ anh ta nên anh ta được đàn chân lên đằng đầu rồi lúc nào cũng kiếm chuyện với mẹ cả nếu mà có tôi ở nhà thì anh chết chắc. Tôi sẽ không nhìn anh như trước kia nữa khi anh cứ cố tình kiếm chuyện với mẹ như vậy. Tôi đi dạo một lúc đến khi màn đêm dần buông xuống thì mới quay trở lại khách sạn. Một ngày trôi qua, vô vị đến thế là cùng. Một mình nằm trong phòng, tôi lướt xem video của tên khốn kia, rồi thầm nghĩ cách xem sẽ làm gì tiếp theo, vì dù gì cũng sắp đến ngày đính hôn của anh ta và con trả xanh kia rồi. Nằm một mình chẳng hiểu sao lúc này Tôi lại suy nghĩ đến gương mặt của tên nhóc kia Bất giác giật mình vội đưa tay lên Vỗ nhẹ vào trán mấy cái rồi nói Mày điên rồi gì Tại sao mày lại suy nghĩ đến tên nhóc đó chứ Hắn nhỏ hơn mày 10 tuổi Lại còn dám chặn số điện thoại của mày đó Tỉnh táo lại đi nào Đúng là bao nhiêu chuyện xảy đến Khiến tôi đau hết cả đầu Cứ nghĩ đi du lịch để xả stress Nào ngờ lại stress hơn tắt đèn, tắt điện thoại, tôi phải ngủ một giấc thật ngon mới được, phải biết để bản thân hưởng thụ, nếu không lại bỏ lỡ một chuyến đi mà mẹ đã kỳ công chuẩn bị cho mình. Ngày hôm sau tôi thức dậy khá sớm để xuống dưới khách sạn ăn sáng, nhìn thấy có bàn trống tôi liền bước lại ngồi, thì đột nhiên lúc này có một cô gái vội vã chạy thật nhanh trước tôi một bước, rồi đặt mông ngồi xuống, cô ta còn vui vẻ vẫy tay cười nói với người phía sau lưng tôi. Anh ở đây có bàn trống này ừ người đàn ông từ phía sau lúc này lướt sang người tôi rồi cũng tiến lại phía đó ngồi xuống đến lúc này tôi mới thật sự thấy mặt rõ người kia là ai thì liền tức giận nói này cô bàn trống này là tôi đã nhìn thấy trước tôi đang định đi đến ngồi thì cô đã chạy nhanh đến ngồi rồi kệ chị ai ngồi trước thì là của người đó thôi nhưng mà tôi đang đi đến tôi lớn rồi không thể chạy như cô để giành chỗ được ý của chị là tôi trẻ con đấy à bước ra ngoài xã hội nếu chị chậm chân một bước thì sẽ thuộc về người khác rồi đừng có vì một chỗ ngồi mà đôi co với tôi ở chỗ đông người chị không thấy ngại sao con nhỏ này đúng là đáo để thật đã dành chỗ trước tôi mà bây giờ nó còn muốn dạy đời tôi nữa sao tôi thấy mặt của nó còn non và tính tình giống như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện nên liền xoay mặt lại định nói với người đàn ông đi chung với nó thì liền giật mình. Tôi đứng hình mất mấy giây vì phát hiện ra người này chính là tên nhóc đáng ghét khiến tôi tức mấy ngày nay nên liền nói Là cậu, chị quen với tôi à? Không cần phải giả vờ xa lạ, cậu xem lại bạn gái của mình đi, cô ta và cậu đang dành chỗ ngồi của tôi đấy. Bà này có để tên của chị sao? Này cậu, tôi không đùa đâu, hai người Người đến sau thì chẳng có chỗ Quy tắc này chị không biết sao Thấy hắn trả lời một cách vây váo như vậy Khiến máu trong người tôi Bắt đầu sôi lên đến não Tôi tức giận đập tay mạnh xuống bàn Tạo ra âm thanh rất lớn Rồi nghiến răng nhìn cậu ta nói Cậu quá đáng rồi đấy Đừng nghĩ 18 tuổi Thì có quyền lên mặt với tôi nhé Tuổi của cậu mũi còn vắt chưa sạch Miệng còn hôi mùi sữa Mà dám dạy dỗ tôi sao Cậu chán sống rồi à Tôi nói với âm thanh khá lớn khiến những người xung quanh bắt đầu tò mò mà quay lại phía này nhìn. Rõ ràng tôi đang là người đúng, nhưng nhìn sắc mặt bình tĩnh và thản nhiên của hắn thì như kiểu tôi là người kiếm chuyện vậy. Cô gái ngồi bên cạnh lúc này mới nói, "Đúng là bà điên, chị định quậy tung lên nơi này vì giành bàn không lại người khác đấy à?" "Im, này chị. Tôi lớn tuổi hơn bọn chúng." tôi biết mình không hề sai nên muốn dạy cho hai đứa này một bài học nhưng đột nhiên lúc này cậu ta lại bật cười thật lớn tôi nhất thời chưa hiểu ra chuyện gì thì liền bị cậu đứng dậy nói nhỏ vào tai mình cái người mà chị vừa bảo miệng còn hôi sữa lại chính là người ngày hôm đó khiến chị lên đỉnh đấy biết chưa nam cậu cậu hay là chị quên đêm đó mình đã lên đỉnh mấy lần cầu xin một thằng nhóc miệng còn hôi sữa này mấy lần nhỉ Im, cậu im miệng lại cho tôi. Thật không ngờ với một thằng nhãi danh chưa đủ 18 tuổi như cậu ta, nói đến câu nào thì tôi cảm thấy dùng mình câu ấy. Thấy tôi tức giận đến mức đỏ cả mặt lên như thế, thì cậu ta liền nở ra nụ cười rồi đứng dậy nhìn cô gái kia nói. Chúng ta ra ngoài ăn, nhường chỗ này cho người lớn một lần đi. Nhưng mà đi thôi. Tên nhóc con này đúng là biết chọc vào điểm tức của tôi mà để tôi đứng đó với một bụng ấm ức rồi hai đứa nó cứ thế mà rời đi nỗi nhục này tôi thật sự không thể nào nuốt trôi được tôi không thèm ngồi ở đó nữa mà đi ra ngoài lúc đi ngang cậu ta tôi còn cố tình hất mạnh vào vai hắn rồi lẩm bẩm chửi thầm trong miệng cuộc đời mình lại gặp thêm một tên khốn này chị chị không thấy đường đi à đụng phải người ta còn chửi nữa là sao hả tôi thích trả lời xong tôi lừa một phát rồi rời đi nhanh trước hai người họ đúng là sáng sớm dẫm phải đồ thối là có thật mà tôi đi thật nhanh xuống đường rồi chen chúc vào dòng người tấp nập đúng lúc này đột nhiên điện thoại lại vang lên tôi mở ra thấy số của tên thuận gọi nên liền tắt máy ngay cứ tưởng hắn biết điều nhưng ngay sau đó hắn lại liên tục gọi khiến tôi cáu giận vừa ấn nút bắt máy là hét ngay tôi có nên kiện anh về tội làm phiền người khác không hả giữa tôi với anh chẳng còn gì để nói cả làm ơn biết điều một chút đi rõ chưa là bác gái đây gì sao ạ à? bác bác là bác đây bác biết thằng thuận nó đối xử với con như vậy là không đúng bác là mẹ nó nhưng lại không khuyên gian được bây giờ bác chỉ muốn gặp con một chút để hỏi chuyện thôi được không gì con đang đi du lịch rồi bác chuyện đó đối với con bây giờ không quan trọng đâu Bác và gia đình cứ chuẩn bị đám cưới trong hoàn chỉnh và chu toàn đi ạ. À. Bây giờ con bận rồi, con chào bác." Nói dứt câu tôi liền tắt máy ngay, không phải tôi bất lịch sự, nhưng chuyện xảy ra cũng không có gì tốt đẹp và tôi cũng chẳng muốn liên quan gì đến gia đình đó nữa. Gặp mặt cũng chẳng giải quyết được gì, nên tốt nhất là cứ lãng quên. Nhưng đối với món quà cưới cho tên khốn như anh ta, thì tôi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng và thật chu đáo mới được. Dù gì thì anh ta cũng suýt là chồng của tôi mà. Chọn vội một quán ăn, tôi ăn xong thì cũng bắt đầu đi dạo. Tôi lên cầu vàng thấy người ta ngắm cảnh và chụp ảnh rất nhiều nên tiện tay chụp gửi cho con Huyền với dòng tin. Hai ngày đếm ngược đợi tao về. Thấy tin nhắn nó liền gọi lại cho tôi ngay. Thế vậy tôi liền nhếch miệng cười rồi bắt máy nghe nghe đây đi chơi thì thích rồi lại còn dám gửi ảnh khiêu khích tao nữa à không vui nhưng đi cho mẹ tao vui thôi mà này mày có xem lại bức ảnh mà mày vừa gửi cho tao không vậy không vừa chụp là tao gửi ngay cho mày đấy sao thế có chuyện gì à tao thấy bóng dáng thằng bảo vệ giữ xe đang đứng phía sau mày đấy mày xem lại đi nói thế rồi nó liền tắt máy ngay tôi nghe nó nhắc đến tên nhóc kia nên liền mở ảnh xem lại tôi giật mình quay lại nhìn vị trí đó thì chẳng thấy ai cả chẳng lẽ hắn vừa mới ở đây sao sao lại có thể trùng hợp với hắn như thế chứ tôi lẩm bẩm trong miệng rồi cũng vội đi nhanh cho hết cây cầu rồi trở về khách sạn nếu lúc sáng tôi đã gặp hắn ở dưới nhà hàng thì có nghĩa hắn cũng đang ở trong khách sạn này tôi nhìn trước ngó sau một lượt không thấy bóng sáng kia thì cũng vội lên phòng mình ngay rõ ràng mình lớn hơn bọn chúng nhưng bây giờ lại sợ bọn chúng là sao cơ chứ tên nhóc đó lại lệnh lùng kiểu bad boy đến đáng gờm hắn không giống như số tuổi của mình không muốn ở đây nữa tôi bắt vé máy bay về sớm hơn dự kiến một ngày vì không muốn chạm mặt hắn và cũng muốn bàn chuyện với con huyền về kế hoạch lần này nói là làm tôi chuẩn bị hành lý xong hết rồi thì liền lẩm bẩm nói Hy vọng không gặp lại bọn chúng thêm lần nào nữa cả, mệt người thật. Xong xuôi tôi bắt xe ra sân bay, ngồi đợi đúng chuyến của mình thì về lại Sài Gòn ngay lập tức. Cứ ngỡ chuyến đi cũng vơi đi một phần buồn, nhưng bây giờ thì không phải rồi. Ôm một cục tức về nhà chắc tôi cần phải giải quyết ngay lập tức thôi. Tôi về nhà mẹ và dượng chẳng hề hay biết. Đến khi tôi vừa kéo chiếc vali vào trong thì nhìn thấy cảnh mẹ đang bị anh Phúc chửi bới tôi nói thế mà dì nghe không hiểu gì à tôi sắp lấy vợ vợ của tôi cô ấy sẽ về đây sống cùng với tôi và ba nếu như là một người biết chuyện thì dì và nó phải rời đi ngay lập tức chứ không phải sao nhưng mà dì vẫn chưa nghe ba con nói về chuyện này dì còn muốn đợi nghe mới chịu đi sao sao hai mẹ con dì mặt dày quá vậy mỗi lần nằm bên cạnh ba tôi dì không thấy xấu hổ và cảm thấy có lỗi với người mẹ đã mất của tôi sao hả Phúc à dì dì cái gì Mẹ con của dì đã sống ở đây Lợi dụng sự tử tế của bà tôi Để hưởng lợi, sung sướng Từ một người nghèo rồi một bước lên mây Trở thành người giàu có và sang trọng Dì không thấy nhục à Không có giường ở nhà Tôi thấy mẹ bị anh ta chửi mắng Và xúc phạm như thế Không thể nhịn thêm được nữa Nên liền chạy nhanh vào đẩy mạnh Người anh ta xa mẹ ra rồi hét lớn Anh lấy cái quyền gì Mà mắng chửi mẹ tôi Anh lấy quyền gì mà sỉ nhục mẹ của tôi hả? anh là một thằng thất học à? Trước khi mất, mẹ của anh không dạy bảo tử tế được. Nên bây giờ để anh thành một thằng khốn xấu xa như thế này à? Có đúng không? Lời của tôi vừa dứt thì anh ta liền thẳng tay tắt mạnh vào mặt tôi. Một bên má ửng đỏ lên ngay lập tức. Tôi cảm nhận được sự đau rát từ từ kéo đến. Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Mày không được phép nhắc đến mẹ tao. Hai mẹ con của mày không đủ tư cách để nhắc đến mẹ tao, mày rõ chưa? Anh không cho tôi nhắc đến mẹ anh, anh không cho tôi xúc phạm đến mẹ anh. Vậy tại sao anh lại xúc phạm mẹ tôi hả? Anh sống chết vì mẹ anh thì tôi đây cũng vậy thôi. Ai đụng tới mẹ tôi thì tôi cũng sẽ liều chết với họ đấy, anh rõ chưa? Thế mày làm được gì cho tao? Một kẻ ăn nhờ ở đậu, xài tiền của ba tao thì mày có quyền gì lên tiếng ở đây hả? Anh thách tôi. Đúng đấy, tao thách cả hai mẹ con mày luôn đấy. Tôi thấy rất ghét những ai dám đụng đến mẹ của mình. Mẹ tôi hiền, cố gắng chịu đựng nhục nhã trước những lời xỉ nhục của anh. Nhưng tôi thì lại không. Tôi không đáp trả lại lời anh ta. Tôi chỉ nhìn anh ta rồi nhếch miệng lên cười khinh bỉ. Rồi vòng tay ra phía sau bàn ăn, tôi cầm ly nước ép lên đập thẳng vào đầu của anh ta. Và gằn giọng nói. Anh nên nhớ vì mẹ mình tôi có thể làm tất cả mọi chuyện. Anh khôn hồn thì giữ cái mạng của mình đến ngày lấy vợ đi Nhớ lấy. Tôi thật sự rất thương mẹ nên không thể chấp nhận được khi có ai đó xúc phạm và sỉ nhục mẹ như vậy. Anh ta bất ngờ vì không nghĩ rằng tôi sẽ đánh mình như vậy nên liền đưa tay lên chạm vào chán thấy máu đỏ trên tay nhìn tôi hét lớn Mẹ mày con khốn mày dám đánh tao hả? Anh có muốn bị đánh thêm nữa không? Tôi đã nói rồi anh đừng bao giờ thách tôi vì nếu như anh thách tôi sẽ làm đấy mất dạy, mày. Anh ta lúc này vì bị đánh chảy máu như vậy nên cơn điên càng lúc càng nổi dậy, mà bước tới gần tôi, đưa tay lên định đánh. Lúc này tôi biết mình sẽ không tránh kịp nên liền nhanh tay cầm một chiếc ly khác đập vào người anh ta tiếp. Mẹ thấy hai đứa như vậy thì liền nói: "Hai đứa mau dừng tay lại, đừng có đánh nhau mà." "Phúc, gì gì, mau dừng tay lại." Mặc kệ tiếng mẹ gọi can ngăn, với sức khỏe của một thằng đàn ông như anh ta thì việc tôi đánh không lại cũng là một chuyện dĩ nhiên rồi. Anh ta đưa tay nắm lấy tóc tôi giật ngược ra phía sau, rồi thẳng tay tát vào mặt tôi liên tiếp. Mẹ thấy tôi bị đánh như vậy thì liền lao vào kéo anh ta ra, nhưng lại bị hắn hất mạnh khiến mẹ ngã xuống nền. Mẹ vừa khóc vừa nói: "Dì cầu xin con đó phúc, con đừng có đánh em mà." Cảm giác đau của tôi, tôi có thể chịu được nhưng nhìn mẹ bị anh ta hất ngã như thế thì tôi không chịu được nên liền xoay mặt cắn vào tay anh ta vừa cắn tôi vừa nghiến khiến anh ta đau đớn hét lớn á à, con điên này mày dám cắn tao vì đau nên anh ta mất tập trung mà buông tóc tôi ra tôi thấy vậy thì liền chạy đến đỡ mẹ lo lắng hỏi mẹ ơi mẹ có sao không mẹ mẹ không sao con có sao không di di mặt của con ôi máu dù có chảy máu dù có đau như thế nào thì cũng không đau bằng mẹ được anh ta lúc này đi từ phía sau đến nắm lấy tóc của tôi định kéo dậy thì một giọng nói vang lên mày đang làm cái gì vậy phúc ba chuyện gì đang xảy ra vậy tôi mới vừa đi ra khỏi nhà là đã có chuyện rồi màu buông tóc của di di ra mau lên vì dựng về nên anh ta không thể làm gì khác được nên đành buông tóc tôi ra Tôi thấy vậy thì liền đỡ mẹ dậy đi đến ghế sofa ngồi. Tôi lo lắng cho mẹ, còn mẹ thì lo lắng cho tôi. Cứ thế mà hai mẹ con đều bật khóc nức nở. Dượng bảo tất cả mọi người ngồi xuống để nói chuyện cho đàng hoàng. Lúc này cả ba người chúng tôi đều im lặng. Dượng thấy vậy thì liền gọi cô giúp việc ra hỏi. Chuyện ngày hôm nay là như thế nào? Cô mau kể lại cho tôi nghe thử xem. Dạ thưa ông chủ, tôi... tôi cứ việc nói cô không phải sợ ai cả cô giúp việc đứng bên cạnh người su lên bần bật bây giờ dượng hỏi cô ấy nếu cô ấy nói gì thì bản thân cô lại bị thiệt mà thôi tôi thấy vậy thì liền nói đỡ vào ngay chuyện không có gì đâu dượng chỉ là hiểu lầm thôi ạ à. hiểu lầm mà một đứa chảy máu đầu một đứa thì mặt sưng đầu tóc bù xù còn mẹ của con thì bị ngã dưới nền à con không nói được thì cứ để cô giúp việc nói cho công bằng nhưng mà dượng chẳng quan tâm đến tôi nữa liền đưa mắt nhìn cô giúp việc như ra hiệu cho cô ấy nói chẳng còn cách nào khác cũng không thể im lặng nên cô ấy liền kể lại những chuyện vừa xảy ra cho dượng nghe dạ thưa ông chuyện là lúc ông đi ra ngoài thì cậu phúc có về nhà một lát sau cậu và bà chủ có cãi nhau cô di về tới thấy mẹ mình bị cậu nói như vậy thì liền lấy ly nước ép thủy tinh đánh cậu. Rồi cậu đánh lại, cứ thế mà hai người đánh nhau và ông về tới ạ. À. Thật sao? Dạ thật thưa ông. Tôi nhìn cô giúp việc mà trong lòng lại dâng đến cơn tức. Vừa nãy tôi còn đứng ra bên cô ấy, vậy mà khi kể lại đầu đuôi câu chuyện, cô lại có thể nói ra một cách vắn tắt và như đổ hết mọi chuyện đó sao tôi làm ra vậy. Tôi vừa lẩm bẩm chửi thầm cô ta, vừa nhìn về phía dưỡng xem tình hình như thế nào. Dương im lặng quan sát mọi người một lúc, lâu rồi cũng bắt đầu cất giọng nói. Chuyện này không phải là lần đầu xảy ra, nhưng ta thật sự không ngờ rằng phải đến mức đánh nhau đến như thế. Nếu đã không hợp nhau, ghét nhau thì đừng gặp mặt nhau, đừng nói chuyện, đừng liên quan gì đến nhau cả. Kiếm chuyện với nhau để làm gì? Có lợi ích gì sao? Hay là phải kiếm chuyện như thế thì sẽ đuổi được người nào đó rời đi à? Ta hiểu cảm giác của thằng Phúc nhưng ta cũng hiểu được sự nhường nhịn của dì Hồng và Di Di. Bao năm rồi, mẹ con đã mất từ rất lâu rồi. Chẳng lẽ con muốn ta sống cô độc một mình sao? Rồi mai này khi ta đổ bệnh, ai sẽ là người chăm sóc ta? Con là vợ con hay là hai đứa cùng nhìn nhau đưa ta vào viện dưỡng lão cho rảnh nợ đây hả? Ba, nếu con còn gọi ta là ba, vậy tại sao con chưa bao giờ hiểu cho ba vậy? Mọi người vẫn đang cố gắng từng ngày để hòa hợp nhau. Vậy mà bây giờ thế nào? Đánh nhau đẹp mặt lắm ư? Cho dù ba con nói như thế nào thì con vẫn sẽ không bao giờ chấp nhận bà ấy. Vừa nói dứt câu thì anh ta liền đứng dậy bỏ đi ngay lập tức, cũng không khiến mọi người ngạc nhiên mấy. Với cái tính tình ấy của anh ta thì tôi nghĩ trời có sập chắc cũng chẳng thay đổi được gì. Khi Phúc rời đi thì nét mặt của Dượng càng u sầu và buồn bã. Tôi thấy không khí căng thẳng cũng chẳng có tâm trạng nên mới đứng dậy nói. Con xin phép ạ, à? để mẹ sức thuốc cho con. Không cần đâu mẹ, con tự làm được ạ. À? Mẹ cứ ở lại ăn ủi dưỡng đi ạ. À? Nhưng mà tôi thấy mẹ như thế thì liền sai hiệu cho mẹ đừng nói nữa. Tôi tùy đau về mặt thể xác thì cũng chẳng bằng dưỡng. Chắc dưỡng thấy đau lòng và đau đầu lắm khi phải đối diện với những thứ đã đang và sẽ xảy ra. Thở dài một hơi tôi đi lên phòng với tâm trạng chán nản vô cùng cơ mặt đau nhức khiến tôi thấy nản hơn rõ ràng anh ta là đàn ông mà lại chẳng nương tay với tôi gì cả anh ta tát cái nào thì đáng đồng tiền bát gạo cái ấy nhìn vào gương thấy mặt mình bị sưng đỏ mà tôi sót vô cùng đưa tay lên chạm nhẹ vào vết máu vừa khô mà tôi khẽ nhăn mặt à đau quá tên khốn anh đánh mặt tôi ra như thế này thì làm sao mà tôi sự đám cưới của tên khốn kia được đây chứ tôi thầm trách anh ta vì ra tay quá tàn độc cũng thầm trách rằng tại sao tôi và mẹ lại có thể chịu đựng được cảnh này đến bây giờ tôi không biết rằng cuộc đời mình và mẹ sẽ ra sao nếu như anh ta cứ kiếm chuyện hoài như thế tôi sợ một ngày nào đó tôi chịu không được thì không biết rằng sẽ xảy ra thêm chuyện gì nữa ngồi trước gương tôi lấy hộp thuốc y tế ra khử trùng vết thương rồi thoa thuốc vào chỗ bị thương sau xuôi nhìn bản thân mình một lượt từ gương ra tôi lại nhếch miệng lên cười vì trông mình thật sự rất thảm hại điện thoại vang lên thấy con huyền gọi video đến tôi cũng chẳng dám nghe vì sợ nó lo lắng cho mình một lát sau mẹ lên phòng nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của tôi thì bật khóc nói mẹ xin lỗi con để con bị đánh như thế này mẹ đau lòng quá di di mẹ con có chuyện gì muốn nói với mẹ sao chúng ta dọn khỏi đây được không mẹ con sẽ đi làm nuôi mẹ mẹ cứ yên tâm con có thể lo cho mẹ được đầy đủ không thiếu thốn gì đâu ạ à. còn dượng thì sao mẹ không nỡ rời đi bỏ ông ấy lại một mình ông ấy còn đang bệnh nữa di di ạ nhưng mẹ chấp nhận sống như thế này mãi mãi sao bị anh ta sỉ nhục lăng mạ thậm chí còn có thể ra tay với mẹ đó mẹ hãy suy nghĩ lại đi Mẹ tỉnh táo lại đi mẹ. Tiền của Dượng không phải là tất cả, con không cần tiền nữa đâu mẹ. Nhất thời không kiềm được cảm xúc, tôi nói một mạch nỗi uất ức trong lòng mình đã kiềm chế bấy lâu nay. Nếu không phải vì Dượng cưu mang hai mẹ con tôi, nếu không phải vì Dượng quá tốt và nếu không phải vì Dượng đang bệnh thì có lẽ tôi và mẹ đã rời đi từ sớm rồi. Không chịu được cảnh mẹ mình bị ức hiếp, cũng không chịu được vẻ mặt nhịn nhục của mẹ trước mặt anh ta nên tôi đã nói những câu như thế với mẹ đến khi nhìn lại thấy hai hàng nước mắt của mẹ không ngừng rơi tôi mới biết rằng mình đã quá lời với mẹ tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ nói con xin lỗi mẹ con mẹ hiểu xin con hãy cho mẹ thời gian nha di di đừng ép mẹ phải chọn lựa bởi vì chúng ta không chỉ nợ cuộc sống mà chúng ta còn nợ cả ân tình con ạ à lần này tôi không đáp trả lời mẹ nữa mà khẽ bước đến ôm lấy mẹ vào lòng nhìn bên ngoài mẹ sống cuộc sống sung sướng nhưng có lẽ mẹ đã khổ nhiều rồi vì vậy tôi cũng không thể làm mẹ khổ thêm được nữa hai mẹ con cứ thế mà ôm nhau bật khóc người nghèo cũng khổ người giàu cũng chẳng khá hơn không sống trong cuộc sống của họ không phải là họ thì chẳng bao giờ hiểu được cái cảm giác để có được ngày hôm nay phải trải qua những gì mấy ngày sau đó tôi cứ ru rú ở trong nhà chẳng dám ngó mặt ra ngoài vì vết đánh khá nặng nên vẫn còn bầm xanh vùng mặt vì mấy hôm không liên lạc được với tôi nên con huyền mới mò tới tận nhà nhìn thấy tôi trong bộ dạng này nó giật mình đưa tay lên che lấy miệng vừa ngạc nhiên vừa lo lắng hỏi ngay mặt của mày bị gì thế gì sao lại bầm xanh thế này ai đánh mày hả không sao mấy hôm nữa là hết ấy mà với cái nết của mày thì ai có thể đánh mày ra nông nỗi này chứ Hay là mày bị đánh ghen Mà không đúng Mày có quen ai đâu mà bị đánh chứ Tao đã bảo là không sao mà Thôi mày lại đây ngồi xuống đi Oh my god Tao không tin được là mày bị đánh luôn đó Vừa nói nó vừa đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi Tôi không muốn để nó biết chuyện xấu của gia đình mình Nên cũng chẳng muốn kể lệ làm gì Vì không có gì tốt đẹp cả nó ngồi suốt cả buổi chỉ để thăm dò vì sao tôi bị đánh rồi cuối cùng cũng chịu thay đổi chủ đề mà nói cuối tuần này là đám cưới của hắn ta rồi đấy mày có định đi không mày nghĩ tao sẽ bỏ lỡ à nhưng cái mặt của mày không sao chứ tao mang kính trang điểm đậm một chút là không sao ấy mà cũng sắp lành rồi mày cứ yên tâm tao không dễ gì bỏ qua cho hắn đâu ừ tao đã chép sẵn video và ảnh vào usb rồi Tới đó chỉ việc chiếu lên thôi. Nhưng mà chỉ có tao với mày đi thôi à? Hai đứa con gái tao hơi sợ mày à? Còn ai nữa đâu cứ kệ đi. Nghe tôi nói nó im lặng vài giây rồi đột nhiên bật lên nói tiếp với giọng gấp gáp. Này hay là mình thuê cái tên bảo vệ giữ xe đi cùng đến đó đi. Nhìn hắn cao to mặt cũng lạnh lùng căng tét chắc chắn sẽ được việc đấy. Không sao thế nhìn hắn cũng được mà. Tao không thích. Này! rốt cuộc là mày với hắn đã quen nhau từ trước, hay gì vậy hả? Tao để ý lâu rồi đấy nhé, cái kiểu gian gian díu díu mập mờ này làm tao tò mò lắm đấy nhé." Tôi đứng hình mất vài giây khi nghe nó nói như thế. Con này đúng thật là nhiều chuyện mà. Sợ nó tò mò rồi nghĩ lung tung nên tôi liền lên tiếng phủ bỏ suy nghĩ của nó ngay lập tức. "Tao có điền mới mập mờ với tên nhóc đấy." mày không nhìn thấy hắn kém tuổi tao thế mà vẫn tò mò cho được à con kia thấy tôi trả lời một cách khẳng định như thế thì con huyền liền bĩu môi một cái rồi lên tiếng nói tao nghi ngờ lắm đấy nhé nhưng mà mày đã nói như vậy rồi thì tao cũng phải tin thôi chứ biết làm sao được nhưng mà nhưng cái gì đừng để tao biết mày làm gì lén lút sau lưng tao đấy nhé mày với hắn không hợp nhau đâu nhìn mày cứ như chị của hắn vậy đó thì vốn dĩ tao lớn tuổi hơn hắn mà. Thật á? Hắn bao nhiêu tuổi? Đang lúc tôi định nói số tuổi của tên nhóc kia ra thì chợt nhớ lại, đừng để con Huyền biết nhiều quá nếu không mình sẽ chết chắc. Tôi im lặng giả vờ nhìn xung quanh rồi nói nhỏ vào tai nó. Mày đến mà hỏi hắn tao không biết. Vừa nói xong tôi lại bật cười thật lớn khiến nó hoang mang nhìn tôi bằng ánh mắt vừa tức giận vừa muốn xé xác của tôi ra vậy. Hai đứa ngồi nói chuyện một lúc lâu để bàn về kế hoạch đám cưới tên khốn kia. Đột nhiên lúc này từ phía ngoài có hai người đang bước vào. Không ai khác đó chính là anh Phúc và cô vợ tương lai của mình. Nhìn thấy tôi và Huyền ngồi ở phòng khách thì chị Vân liền cười nói ngay. Chào Gigi, chào em. Dạ chào chị. Bạn của em hả? Dạ. Đằng lúc chị ấy định nói gì thêm nữa thì đột nhiên anh ta đứng bên cạnh thốt ra câu lạnh lùng khiến người trong nhà như tôi sượng cứng cả người đừng nói chuyện với những kẻ không biết điều vào trong thôi em kìa anh sao anh lại nói con bé như vậy hả dù gì nó cũng ở chung một nhà với anh từ bé mà nhà là anh cho ở nhờ để giữ nhà không có khái niệm thân thiết hay là quen biết gì với nhau cả anh phúc thấy anh ta lại nói những câu móc vào cổ người khác như vậy thì tôi cũng chẳng nể năng gì mà nhìn chị Vân nói Không sao đâu chị Kẻ không biết điều Người rộng lượng không nên trách ạ à? Mày sao? Anh định làm gì tôi nữa à? Con khốn Đứa nào khốn thì chả biết Lớn từng ấy tuổi mà đầu anh kém hiểu biết thế Anh có vấn đề về não Con Huyền đứng bên cạnh Thấy cái mùi chẳng lành Liền cười với hai người họ Rồi kéo lấy tay tôi đi và nói Em có chút chuyện muốn nói với Di Em xin phép ạ à? vừa dứt câu, nó kéo tay tôi đi ra vườn, đến chỗ xích đu thì nó liền buông ra, giờ hướng mắt nhìn vào trong, xem tình hình và thở dài nói: "Con hôm này mày định chiến với anh ta hay gì mà nói mấy câu đó vậy hả?" "Chiến gì đâu, tao bây giờ chẳng còn gì để mất nên chẳng phải sợ việc gì cả. Nhưng mà mày cũng biết anh ta là con ruột của Dượng, mày chỉ là người ở đây thôi. Nếu đấu với hắn thì mày thua chắc rồi con ạ." À. "Tao không cần thắng thua." Tao chỉ cần anh ta từng kiếm chuyện và xúc phạm đến hai mẹ con tao là được rồi, mày hiểu chưa? Nếu như không phải vì câu nói cho sống nhờ để giữ nhà, thì lúc nãy tôi đã im lặng và cho qua rồi, nhưng vì cái tính hiếu thắng của anh ta nên tôi mới phải trả lời lại như vậy. Con Huyền ngồi khuyên tôi các kiểu rồi cũng ra về. Kế hoạch ở đám cưới đã được chuẩn bị sẵn, chỉ cần đến cuối tuần là tôi có thể đi thôi. Ngồi một chút cho thư giãn đầu óc rồi tôi cũng quay trở vào trong nhà thấy hai người họ đang ngồi ăn sáng ở bàn nên tôi cố tình lướt đi nhưng lại bị chị vân gọi lại gì em ăn sáng chưa lại ngồi ăn cùng với anh chị này em em chưa ăn nhưng nuốt không trôi chị cứ ăn tự nhiên đi ạ à? sao thế em không khỏe ở đâu hả dạ chắc là em bị dị ứng với một số người đó chị thôi em xin phép ạ à? nói thế rồi tôi cũng rời đi ngay sau đó vừa lên đến phòng thả người xuống giường nằm tôi liền suy nghĩ đến chị vân rốt cuộc chị ấy là người tốt thật sự hay là đang giả vờ tốt trước mặt tôi thế nhỉ cứ mỗi lần chị đến hay gặp mặt tôi đều thấy chị vui vẻ hiền lành bắt chuyện nhiệt tình nhưng phía sau đó toàn là những lúc tôi cãi nhau với anh ta thôi càng nghĩ tôi lại càng thấy khó hiểu thật mà tốt nhất là tôi nên một mình đừng quá thân với ai cả Mấy ngày sau đó của tôi vẫn diễn ra rất bình thường. Đến cuối tuần tôi thuê một thợ trang điểm có tiếng nhất thành phố để hóa cho mình một gương mặt thật xinh đẹp để đi dự đám cưới người chồng hụt của mình. Anh ấy vừa trang điểm cho tôi vừa chợt miệng nói Đây là lần thứ hai anh trang điểm cho em rồi đấy. Vẫn xinh như ngày đầu em nhỉ? Vì em tin tưởng anh nên sao tất cho anh đấy ạ? À? Ngày xưa thì hồng nhan bạc phận còn bây giờ thì hồng nhan bạc tỷ em À? thoát khỏi tên khốn kia rồi em sẽ gặp được một hoàng tử của đời mình thôi em em chán lấy chồng rồi anh ạ à. sao thế đẹp như thế này thì sao lại chán lấy chồng hả tôi nghe anh hỏi không trả lời lại mà chỉ ngồi đó bật cười rồi lắc đầu bởi vì người ngoài cuộc sẽ không bao giờ hiểu được người trong cuộc đã phải trải qua những cảm xúc gì để có thể vượt lên sau những cú sốc ấy mặt vẫn còn bầm xanh một chút nhưng sau khi được anh ấy trang điểm thì tôi lại hóa thành nàng công chúa xinh xắn ngay. Nhìn vào gương tôi cười thầm nói, tuy rằng bị ba bỏ rơi từ nhỏ, nhưng thật sự vẫn thầm cảm ơn ba và mẹ vì đã cùng nhau tạo ra cho tôi một gương mặt xinh đẹp như thế này. Chuẩn bị xong xuôi, tôi mặc một chiếc váy ôm body màu đen đi xuống nhà. Vừa hay lúc đó mẹ và dượng cũng đang ngồi uống trà ở phòng khách. Thấy tôi xinh đẹp, mẹ liền mỉm cười hỏi: con định đi đâu chơi à Gigi? Dạ con đi ăn cưới mẹ ạ. À. Con gái của mẹ đi ăn cưới thôi mà, có cần phải đẹp như thế này không chứ? Đám cưới này rất quan trọng nên con cần phải chu đáo chuẩn bị đấy mẹ. Thôi, mẹ và Dượng ngồi nói chuyện đi, con xin phép ạ. À? Ừ, đi đi con, lái xe cẩn thận đấy nhé. Dạ. Tôi mỉm cười chào mẹ và Dượng rồi cũng rời đi ngay sau đó. Ngồi vô xe tôi phóng đi như cơn gió để sang đón con Huyền cho kịp giờ. Xong xuôi cả hai nhìn nhau cười nói. Này bạn thân ơi, chúng ta cùng chiến nào. Ok bạn, hôm nay phải quẩy đục nước cái đám cưới này thì tao mới hài lòng được. Ok. Cả hai rời đi với tâm trạng rất phấn khích vì đã chuẩn bị từ trước rồi. Chúng tôi lái xe đến địa điểm tổ chức tiệc của anh ta và con trả xanh chờ chén kia tôi và huyền chia nhau ra mỗi đứa một hướng rồi làm theo kế hoạch đã được bàn trước không sớm không muộn đúng lúc họ làm lễ thì tôi bước hiên ngang vào làn da trắng sáng không tỉ vết cùng với chiếc váy đen ôm sát body để lộ đường cong hoàn hảo khiến mọi ánh mắt của những người tham dự đều đổ dồn về phía bước chân của tôi đi tôi mỉm cười thật tươi như những suy nghĩ trong lòng tôi vậy ánh mắt tôi dán chặt vào chú rể và cô dâu đang đứng trên lễ đường kia hai người đấy thấy tôi xuất hiện ở đây ngay thời khắc này thì biểu cảm gương mặt liền thay đổi lắp bắp nói anh thuận sao cô ta lại đến đây hả làm sao mà anh biết được chứ em đã bảo anh giải quyết chuyện của cô ta rồi kia mà ba mẹ và gia đình em đều có mặt đông đủ ở đây phải làm sao đây chứ anh không biết cô ta đúng thật là bị điên rồi có chuyện gì là em giết anh đấy Tức chết đi được Anh mau gọi bảo vệ đuổi cô ta ra ngoài ngay đi Đôi quốc cao huyền bí dưới chân tôi Cũng từ từ bước đến gần lễ đường Những người xung quanh lúc này Cũng tò mò mà hướng về phía tôi Xì xào nói Đẹp quá cô ấy là ai vậy nhỉ Chắc là bạn của cô dâu rồi Nhưng mà phải công nhận Chiếc váy và đôi quốc cao cô ấy đang mặc rất đẹp Không biết là mua ở đâu nhỉ để tí nữa hỏi xem sao Tao cũng thích mày ạ à? Ừ tí tao với mày lại đấy hỏi thử xem Nhìn cô ấy mà tao muốn thay đổi giới tính luôn cơ Con hâm Cố tình tạo điểm nhấn Ở đám cưới chồng hụt của tôi đã thành công Tôi bước lên lễ đường Lấy micro từ tay anh MC Thì liền bị cô ta nắm lấy tay siết chặt lại Miệng gần từng chữ nói Còn không mau biến đi Mày định làm gì đấy hả Sao lại căng thẳng vậy Tao chỉ đến đây để chúc mừng hai vợ chồng mày thôi mà Sao lại tỏ ra sợ hãi như thế chứ Tao không cần Mau biến đi ngay lập tức cho tao Nếu không mày đừng trách Mày sẽ làm gì tao Hôm nay là ngày trọng đại của mày Và tên khốn kia mà Mày định manh động như thế trước mặt họ hàng luôn à Con khốn mày Lúc này tôi khẽ như người sang Nói nhỏ vào tai cô ta Chắc chắn ngày hôm nay Cô sẽ cảm thấy thích món quà Mà tôi mang đến chúc mừng đôi gian phu dâm phụ về chung một nhà nhé. Nói đến đó không chỉ cô ta mà tên đàn ông khốn nạn kia liền không kiềm chế được cảm xúc của mình mà nắm chặt đấy tay tôi siết lại. Tôi thấy vậy thì liền ấn nút micro thành tiếng và nói Anh làm tôi đau đấy, dù anh có khốn nạn với tôi như thế nào thì cũng không nên hành xử như vậy chứ. Cô... Tiếng của tôi vang vọng khiến tất cả mọi người đều nghe thấy. Tất cả dường như bắt đầu có dự cảm chẳng lành nên xôn xao bàn tán nhiều hơn. Đúng thời điểm thích hợp, tôi liền gỡ tay anh ta ra, rồi trở lại với nụ cười tươi tắn nhìn xuống phía dưới lễ đường có rất nhiều người tham dự và nói: "Chào mọi người, tôi là Gigi. Mọi người ở đây chắc là không ai biết tôi, nhưng gia đình chú rể thì có lẽ biết rất rõ về tôi đấy ạ. À. Một tháng trước tôi cũng giống như cô dâu hôm nay." cũng diện một chiếc váy tinh khôi rất đẹp trang điểm rất đẹp như một nàng công chúa nhưng tôi lại may mắn tôi may mắn ở đây không phải là cưới được chồng mà tôi may mắn là vì đã biết được bộ mặt thật của một người được gọi là chồng và người giúp đỡ tôi nhận ra ngày hôm đó lại chính là cô dâu xinh đẹp của ngày hôm nay và để cảm ơn cô ấy ngày hôm nay tôi cũng đã chọn một chiếc váy đẹp trang điểm cũng rất đẹp để đến chúc mừng sự thành công của cô ấy khi cưới được chú rể của tôi ngày hôm đó lời của tôi vừa dứt thì lúc này mọi người ở dưới bắt đầu xôn xao nhiều hơn nhất là ba mẹ của phía bên cô dâu chắc chắn họ sẽ không nghĩ rằng con gái mình lại có thể làm ra những chuyện như thế và đặc biệt là một chàng rể khốn nạn mà họ đã vui mừng khi con gái mình trao thân tôi thấy mọi người kẻ đứng người ngồi không yên như thế thì liền mỉm cười nói tiếp Tôi không trách cô dâu và chú rể Bởi vì tôi có một người mẹ dạy dỗ rất tốt Thứ không tốt thì mình không nên tiếc Nhưng ngày hôm nay tôi có mặt ở đây Là muốn gửi đến cho cô dâu và chú rể một món quà Có lẽ sau này cô dâu sẽ thầm cảm ơn tôi Như một tháng trước tôi đã thầm cảm ơn cô ấy vậy Vừa nói dứt câu tôi liền đứng nép sang một bên Trả lại micro cho anh MC Tôi hướng mắt về màn hình để chờ đợi quà khủng mà tôi và con Huyền đã chuẩn bị từ trước. Những ảnh cưới của tôi và anh ta, những hình ảnh nóng của anh ta và con tiểu tam này, và còn cả đoạn video anh ta đang săn gái ở trong quán bar nữa. Tất cả mọi thứ đều rõ nét, khiến cho bên dưới lễ đường không nhịn được mà ồ lên một tiếng. Thằng khốn, hắn ta là một tên khốn. Thì ra cô dâu là tiểu tam à? Quả báo nhãn tiền, phá đám người ta thì bây giờ gặp quả báo thôi đẹp mặt quá nhỉ vậy mà con mẹ cứ bảo là con dạy tôi hiền lành và tốt bụng lắm ừ thì tốt mà tốt với nhiều con chứ không riêng gì con của bà ấy may mắn cho cô gái này ghê đẹp như thế đâu cần cắm vào bãi phân thối kia được những lời bàn tán rung xả ở dưới khiến tôi như rửa được những nỗi uất ức ở trong lòng mình một tháng qua cuối cùng thì anh và cô ta cũng có ngày này nhìn thấy hai người hoang mang sợ sệt và tức giận như thế này tôi lại càng thấy hạ dạ hơn xong việc của mình tôi nhìn hai người họ nhếch miệng lên cười và nói chúc mừng đôi gian phu dâm phụ hai người trăm năm đau khổ nhé vừa nói dứt câu tôi liền quay sang ra hiệu cho con huyền và phủi lấy tay rồi đi đằng lúc bước xuống cầu thang thì đột nhiên lúc này từ phía sau có một lực rất mạnh đẩy tôi về phía trước vì mang đôi guốc cao tôi không thể giữ thăng bằng được nên loạn choạng sắp ngã thì đột nhiên lúc này có một cánh tay ôm lấy vòng eo tôi giữ lại lúc ngước mắt lên nhìn thấy người đàn ông này tôi liền lắp bắp nói không nên lời là cậu lúc nãy hiên ngang vạch trần người ta nhưng không ngờ lại bị đẩy từ phía sau như thế này cứ nghĩ rằng mình sẽ bị ngã sấp mặt nhưng lại may mắn có người đỡ giúp đáng lúc tôi vẫn còn chưa định hình kịp lại tinh thần thì đột nhiên giọng nói anh ta vang lên chị định giữ tư thế này mãi đấy à à tôi tôi vì câu nói kia khiến tôi nhục nhã quá nên liền đứng thẳng dậy ngay con huyền thấy vậy thì vội vã chạy đến hỏi ngay ôi mày có sao không không tao không sao bố con điên này nó vừa đẩy mày từ phía sau đấy để tao lên xử nó thôi vừa nói tôi vừa kéo tay con huyền lại mình đang thắng thế tôi không muốn bị đánh lại hay bảo vệ đuổi ra thì nhục lắm nên mới cản nó Tôi nhìn người đàn ông ở trước mặt, khoác lên người bộ đồ vest sang trọng kia, tôi không nghĩ rằng tên nhóc này chỉ mới 18 tuổi thôi. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, con Huyền liền nhìn theo ánh mắt của tôi thì thốt lên, "Là anh bảo vệ giữ xe đây sao? Sao sao?" "Là tôi, chị thấy ngạc nhiên lắm à?" "Ừ, ngạc nhiên thật, nhưng mà sao cậu?" Lời của con Huyền vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì từ phía sau có người bước tới, choàng tay vào tay của cậu ta và nói, con đứng đây làm gì mau đi xuống ngồi với nội này dạ nội cô ta đang phá đám cưới của người khác đấy con không thấy sao mà còn lao đến giúp đỡ cô ta vậy hả giúp người là chuyện nên làm mà nội nhưng nội nhìn cô ta không phải là người tốt mau đi thôi nội tôi bất ngờ hai mắt mở to ra khi nghe bà ta đánh giá về mình như vậy qua vẻ bề ngoài và những việc tôi vừa làm bình thường nếu như có ai đó đụng đến mình thì đầu tôi sẽ nhảy số và chửi lại ngay nhưng chẳng biết bây giờ cái thế lực nào đã bịt kín miệng tôi thế này chứ thấy tôi đứng hình không dám trả lời như thế thì con huyền liền lên tiếng nói ngay này bà ơi như thế nào là người không tốt ạ à? bà nhìn vẻ bề ngoài mà có thể đánh giá được người khác luôn sao cô là ai con là bạn của di con thấy bà nói như thế là không đúng đâu ạ à? bà là người lớn bà phải biết nhìn người chứ ở đâu mà có khái niệm nhìn bằng mắt thì có thể phán người ta như thế này như thế nọ? Hay là người tốt và người xấu vậy bà? Thì ra hai người cùng một ruột à? Tôi hỏi cô, nếu cô ta là người tốt, vậy tại sao cô ta lại đến đây phá hoại đám cưới của cháu gái tôi hả? Là người tốt vậy tại sao cô ta lại muốn triệt đường người khác? Tôi già cả sức yếu nhưng tôi rất biết nhìn người đấy. Thì ra không phải người già nào cũng đáng kính rồi bà ạ. À? Con cứ tưởng là khách Hóa ra là họ hàng với nhau Thảo nào Tôi thấy tình hình lúc đó không được khả quan cho lắm Nên liền kéo lấy tay con Huyền nói Đi thôi cứ mặc kệ đi Nhưng mà ta vẫn còn chưa nói hết Việc gì mày phải sợ thế gì Đi Không để cho nó nói thêm câu nào nữa Tôi liền kéo nó đi ngay lập tức Tên nhóc kia thấy vậy Cũng vội vã kéo bà của mình rời đi ngay Đúng là oan ra ngõ hẹp Tôi không ngờ con trà xanh này lại có họ hàng với cậu ta như vậy. Thảo nào hắn không chịu giúp tôi là phải rồi. Trái đất này tròn thật nhỉ. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ đến khi ngồi vào xe rồi con Huyền mới quay sang tôi tức giận nói Hôm nay mày bị câm à? Người ta chửi như thế mà mày cũng im lặng đứng được sao gì? Tao không muốn đôi co với người già mày không thấy bà lớn tuổi đến nỗi đi còn chẳng nổi nữa sao? Nhưng bà ấy già mà quá đáng thế ta cũng không nể đâu Phải là tao, tao chửi cho bay tóc Được rồi, yên lặng tí nào Con này Nó chửi thầm tôi vài câu Rồi cũng quay sang nhìn ra bên ngoài Thật sự chẳng biết là trong đầu tôi bây giờ Lại suy nghĩ cái gì nữa Tự nhiên thấy bà nội và cậu ta ở đó Tôi có chút gì đó lăn tăn ở trong đầu Không thể lý giải được Tôi đưa con Huyền về nhà nó Rồi cũng trở về nhà mình lúc này tôi thấy cả nhà có mặt đông đủ ngồi ở phòng khách nên có chút ngạc nhiên rồi bước đến ngồi xuống gần mẹ hỏi nhỏ có chuyện gì hả mẹ con đã gây ra chuyện gì chuyện gì là chuyện gì ạ à? mẹ nói gì mà con nghe không hiểu phúc về nói với dượng con về chuyện con vừa làm rồi ngồi im đi để xem tình hình thế nào nghe mẹ nhắc đến anh ta về nói với dượng là tôi biết có điều chẳng lành rồi anh ta là thám tử sao hay là anh ta chui ở dưới gầm giường của tôi mà biết tất cả mọi chuyện tôi làm à? Không gian đang im lặng, đột nhiên lúc này anh ta lên tiếng mỉa mai nói. Còn đã nói với bà ngay từ đầu rồi. Một đứa nhà quê cho dù có đắp cả núi tiền lên người, cũng chẳng thể sửa được cái phèn bẩm sinh trong người được. Huống hồ gì nó lại là một đứa tham lam, nghĩ rằng khi có tiền thì có thể ngông cuồng ở bất cứ nơi đâu. Làm thật rồi bà à? Tôi nhà quê nhưng tôi sống tử tế, còn anh anh là người thành thị, là người có học, vậy tại sao anh hay thích mặc váy và xem vào chuyện của người khác thế à? Tao không rảnh để soi mói mày, nhưng mày năm lần bảy lượt làm cho cả ba và tao đều mất mặt, mày rõ chưa? Anh luôn miệng bảo tôi chẳng liên quan gì đến anh, tôi sống nhờ ở cái nhà này thì anh mất mặt cái gì hả? Tính nết của anh cũng đàn bà thật đấy. Còn mất dạy, mày có tin mày ăn đòn nữa không? Tôi sợ anh à? Lời của tôi vừa dứt thì lúc này tiếng đập bàn mạnh vang lên, khiến cả tôi và anh ta đều im lặng. Cứ tưởng là căng thẳng thì đột nhiên dượng lại bật cười nhìn tôi nói. Hôm nay con làm tốt lắm, con muốn quà gì cứ nói dượng sẽ thưởng cho con này. Dượng, thằng khốn ấy nên bị như thế, ngay từ đầu dượng đã không vừa lòng với nó rồi. Dạ tại con không biết nên mới cắm đầu vào, giờ con cũng hối hận quá dượng à. Đối với mẹ lúc này mới có thể thở vào nhẹ nhõm được. Anh ta cứ tưởng rằng nói như thế thì Dượng sẽ đuổi tôi đi hay là chửi mắng gì tôi ấy. Vậy mà Dượng còn khen tôi làm rất tốt nữa. Không thể cầm lòng được anh ta liền tức giận nói. Vô văn hóa như vậy sao ba lại có thể ủng hộ nó được nhỉ? Hay là ba bị mẹ con nó? Dù đến mức không phân biệt được vậy ba. Nếu đổi lại là ta, ta còn làm hơn thế nữa đấy. Còn một chuyện con nghĩ chắc ba cũng nên biết đấy. Còn chuyện gì? Sao mày lắm chuyện phải nói thế Phúc? Anh ta mặc dù tức giận trước câu nói của Dượng nhưng vẫn nhếch miệng lên nhìn tôi cười và nói Ba chuẩn bị tinh thần đi hầu tòa cùng với nó đi là vừa. Nó có quan hệ mập mờ với cháu nội của bà đoàn đặc biệt là thằng nhóc đấy chưa đủ 18 tuổi. Với cái danh tiếng của nhà đó thì ba nghĩ bà ấy sẽ bỏ qua cho nó khi dám dụ dỗ qua đêm với cháu nội đích tôn và là người thừa kế gia sản của nhà đó sao? Anh Phúc, anh im miệng cho tôi. Nhột rồi sao? Chắc là mày bất ngờ lắm khi tao biết chuyện này có đúng không? Cầm miệng. Tao không cầm đấy. Tao đang chờ đến ngày mày khốn khổ và cam tâm tình nguyện rời khỏi căn nhà này mới thôi. Anh... Tôi tức giận vì anh ta dám lấy chuyện đó ra hăm dọa mình. Nhưng chuyện này thì làm sao mà anh ta có thể biết được cơ chứ? Tôi nhìn sang mẹ, sắc mặt của mẹ có chút biến sắc nên liền nắm lấy tay mẹ nói mẹ mẹ đừng tin anh ta không có chuyện kiện cáo gì ở đây cả mẹ đừng lo con biết cháu nội của bà doan sao con không biết con không biết bà doan là ai cả lời của tôi vừa dứt thì bên kia dượng cũng lên tiếng nói ta mệt rồi mau giải tán về phòng hết đi ba chuyện này vẫn còn chưa giải quyết xong mà ta cảnh cáo mày nếu như mày muốn trả thù con bé mà làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gia đình thì mày cũng chết chắc đó rõ chưa ba không trả lời lại anh ta nữa mà dượng liền đứng dậy rồi đi ngay sau đó mẹ thấy vậy cũng vội vàng đỡ dượng đi vào phòng ở đây chỉ còn lại tôi và anh ta tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt căm ghét tại sao trên cuộc đời này lại có thể tồn tại một tên khốn như anh ta chứ chỉ vì muốn đuổi tôi rời khỏi đây mà anh ta dùng đến một cách như thế này sao. Anh ta liếc tôi một cái rõ sâu rồi đứng dậy rời đi, trước khi đi vẫn không quên quay lại nói. Hai mẹ con mày cứ chờ đó. Khốn nạn, anh là đồ khốn nạn. Vừa nói tôi vừa vứt gối vào người anh ta, mới giải quyết êm xuôi được một chuyện thì bây giờ lại có chuyện tiếp nữa. Tôi đau đầu đưa tay lên vỗ mấy cái rồi lẩm bẩm nói. Thì ra bà nội của cậu ta là bà Đoàn sao? Nhưng tại sao nhìn dượng có vẻ lo lắng vậy nhỉ? Nhà đó thế lực mạnh lắm mà. Nếu đã giàu như vậy, sao cậu ta lại đi làm bảo vệ giữ xe cơ chứ? Ôi, điên đầu thật mà. Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu tôi mà không có lối thoát ra được. Tôi mệt mỏi trở lại phòng của mình để nghỉ ngơi. Đúng là sống trong sự ganh đua thủ ghét thật không dễ chịu tí nào. Nhưng điều khiến tôi tò mò nhất đó là lý do vì sao anh Phúc lại biết chuyện của tôi và tên nhóc kia. Chẳng lẽ anh ta đã cho người theo dõi tôi sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên lấy chồng trẻ của tác giả Khánh An. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.